Hello các bác, em quay cái video này để trao đổi thực tế. Tại vì hôm qua có một bác điện cho em nói là cái giống bơ Tết ấy, cái giống bơ em gọi là giống bơ Tết, giống bơ sắp siêu muộn ấy, thu hoạch về dịp Tết ấy, là hỏi em là anh của anh tự nhân giống hay là mua ở ngoài đấy, để gửi cho các bác. Thì trao đổi các bác, đây là giống bơ em trực tiếp nhân giống đấy. Đây là giống bơ Tết em trực tiếp nhân giống nhá. Đây, vừa đưa người em đây. Đấy. Nửa này là em đã nhân giống xong rồi, là nó lên đang những cái cây mà nó lên trước ấy, là em có nhặt. Đấy, em có nhặt ra em để riêng một chòm rồi cho các bác đặt hàng rồi. Đấy. Thì cái nửa này là nửa ghép sau này. Đấy, nửa này nửa ghép sau. Còn đây là cái nửa ghép trước đó một chút này. Đây. Đấy, các bác thấy nên đẹp không? Đấy. Đây là cái nửa ghép được khoảng hơn một tháng rồi. Còn cái nửa này là mới ghép này, cũng đã mới ghép này. Đấy. Trong quá trình ghép thì tất nhiên nó có sẽ có cây lên trước, cây lên sau. Đấy. Cái cây nào khỏe thì nó lên trước. Hai là có những cây nó sẽ bị lụi đi. Đấy. Ví dụ như cái cây như này. Đấy, nó chết này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Thì phải chấp nhận trong quá trình làm thì sẽ có cây nọ cây kia. Đấy. Còn phần kia là cái phần bơ thực sinh, là bơ ương hạt ra các bác nhé. Đây là cái bơ ương hạt ra này. Đấy. Hiện tại lúc này là em đang tạm dừng ghép vì lý do là không có chồi để ghép nữa. Cây bơ Tết ấy, cây bơ sắp siêu muộn ấy, là nó đang ra bông. Nó đang ra bông sổ nhị, thành ra lúc này nó không có chồi để ghép nên buộc lại em phải dừng lại. Đấy. Thì cái chòm này thì mới ghép được mấy ngày nay rồi, khoảng một tuần này. Đó. Nên là cái giống bơ Tết này, đấy, là cái giống bơ mà em trực tiếp em ghép chứ không phải là đi nhập ở đâu về bán lại hoặc là bảo đi mua ở đâu nhá các bác nhá. Em có mua thì em chỉ mua cái cây bơ ương hạt kia kìa. Đấy, cái cây bơ thực sinh đó thì em nói trao đổi các bác là em vừa ươm mà vừa phải đi mua. Tại vì mình ươm ấy là mình sẽ không đủ cái số lượng. Đấy. Nên vẫn phải đi mua bên ngoài là cái cây bơ thực sinh đó. Cây bơ ương hạt tôi gọi là cây bơ thực sinh các bác nhé. Còn lại thì toàn bộ cái giống bơ Tết này là em ghép của nhà ra. Đấy. Thì em có nói rồi là cái giống bơ Tết ở ngoài là chưa có. Đấy. Giống bơ này thì giới thiệu sơ qua các bác biết là nó sẽ thu hoạch vào cái dịp Tết dương lịch. Đấy. Tháng 12 dương lịch. Thậm chí là còn qua cả cái đợt Tết dương lịch nữa. Vẫn có trái trên cây. Đấy. Nên là giống bơ này rất là to, trái được khoảng 800-900 gram rồi 1 ký, 1 ký 2, 1 ký 4, 1 ký 5 có. Đấy. Chín xanh, cơm rất là vàng dẻo. Đấy. Hạt bé ăn rất là ngon. Và đặc biệt là nó ra bông thời điểm tháng 3 này, đây đang sổ nhị này. Nó đeo trái tận tháng 11, tháng 12. Đấy. Nên là chúng ta trồng để mà chúng ta đem lại giá trị kinh tế rất là cao các bác nhé. Đấy. Rất là dẻo, rất là thơm ngon. Đấy. Cái giống bơ Tết này là em đã test thử, có rất nhiều bác ăn thử rồi. Có những anh em là làm bơ rất là nhiều năm đi ghép. Nhưng mà có rất nhiều anh em đánh giá là chưa gặp cái giống bơ nào mà lại muộn, trái to mà lại dẻo, mà ăn lại thơm. Đấy, ngon như thế. Đấy, cơm rất là vàng. Thậm chí cơm có thể nói là đánh giá còn vàng hơn cả bơ bút. Đấy, nó vàng rất là đều các bác. Mà đặc biệt, các bác nhé, lưu ý cho em, đặc biệt cái giống bơ này nó không có chỉ đen. Đấy, tuyệt đối là nó không có một tí chỉ đen nào. Các bác có thể nhìn xem cái hình ảnh trên video đấy. Đấy. Thì đây là cái chòm em nựa những cái cây tốt ở trong này ra. Đây. Đây, chào mừng các bác đây. Đấy. Đây, bên này bữa trước là có một chòm rất là già, già lá xanh đen rồi là em xuất đi rồi. Đấy. Còn đây là cái nứa này là cũng mới lên thôi. Đấy, lá còn đang màu này. Màu này cũng đang là bánh tẻ các bác nhé. Đấy, màu nõn chuối là đang bánh tẻ. Đấy. Cái chòm dưới này thì trước đó một chút nên là có cái màu xanh đen này. Này. Nên là khi các bác trồng thì các bác lưu ý cho em là chuyển cái màu này các bác trồng này. Đấy, chứ còn lá mà đang vàng như này này, là lá đang non này, chứ các bác trồng ra nó sẽ dễ bị sốc nhiệt. Nên là thậm chí một số bác vừa rồi nhận cây của em về á, là khi cái lá còn đang đỏ đỏ này, không phải là nó đỏ đỏ như thế là do là nó cái màu nó đâu. Mà đỏ này là do cái lá chưa được dài. Đấy, các bác vội đấy thì em vẫn phải gửi thôi. Tuy nhiên các bác ra các bác để các bác chăm cho em tầm khoảng 10 ngày. Đấy, một tuần đến 10 ngày nó chuyển cái màu. Cái màu lá đây, màu lá nó về cái màu xanh xanh đậm này là các bác cũng trồng nhá. Này, khi màu xanh đậm nó sẽ lên cây mới. Các bác thấy đẹp không? Đấy. Còn đây là toàn bộ ở đây là cái nứa này là nó chưa cái lá của nó chưa già đâu. Đấy. Còn riêng cái chòm này là bơ khác này. Đấy. Chòm này là cái bơ khác, bơ 034 rồi bơ giải vụ Đắc Farm. Rồi bơ Cuba. Đấy, một cái chòm này, riêng cái chòm này là em ghép. Đấy, từ cái chòm đầy dân đầy này giống bơ khác. Một số bác trồng một vài cây để ăn đấy. Đấy. Thì có thể là các bác có thể lấy thêm. Đấy.
Nhưng mà cơ bản em khuyên các bác, nếu mà trồng mới hiện tại bây giờ thì các bác lên trồng cái giống bơ Tết, hay gọi là bơ sáp siêu muộn ấy, thu hoạch vào cái tháng 11, tháng 12, rất hiếm bơ các bạn. Mà trái của nó, nếu mà trái nó nhỏ và nó xấu, nó cơm ăn không ngon thì em cũng không khuyên các bác lên trồng. Nhưng đây là giống bơ vô cùng giá trị các bạn. Đấy, thu hoạch lệch vụ. Đấy, một bình nó một mùa, không có đối thủ trên thị trường. Đấy, thì rất là tuyệt vời. Đấy. Có một cái đặc tính em rất là thích cái giống bơ này là nó sẽ không có bị nứt nổ khi mà vào mùa mưa. Đấy. Thời điểm vừa rồi chỗ Đắk Lắk của em là thậm chí nó có mưa đến tận 10 ngày, 2 tuần luôn, gần nửa tháng luôn. Thì em nghĩ là nó sẽ lứt chân chim rồi nó nứt, nó nổ giống như bơ 034 hoặc là bơ Cuba. Đấy. Nhưng mà giống bơ này tuyệt đối là không bị nứt nổ. Đấy. Không bị thối mà rụng cái gì cả. Đấy, giống bơ này là rất tuyệt vời các bác nhé. Đấy. Nên thị trường ngoài thì chưa có đâu, nên là các bác trồng cái giống bơ này thì các bác yên tâm là em trực tiếp nhân giống chứ không phải đi mua về bán lại. Đấy. Thì hôm qua có một bác là khi gọi cho em ấy hỏi về giống. Đấy, bác ấy cũng hỏi về cái số lượng tương đối nhiều. Thì sợ là em sẽ nhập bên ngoài về em bán cho các bác là không đúng giống đâu. Nhưng mà quay cho các bác xem luôn. Đây. Đấy. Bơ này là của em là tầm khoảng 10 ngày đến nửa tháng nữa là các bác trồng thoải mái rồi, ok rồi. Đấy. Số lượng này cũng không phải ít đâu. Đấy, cũng nhiều đấy. Đây. Đây số lượng đây. Đấy. Nên các bác nào đặt giống thì đặt sớm. Em sẽ chừa cái giống ra cho các bác. Đấy. Để các bác trồng chứ còn không phải là bảo đi mua về rồi bán lại đâu. Đấy. Còn bên này. Đây, còn bên này. Đây các bác thấy na thái lên đều không? Đây. Chăm chăm luôn. Đấy. Đây, còn ở chỗ này đây. Đấy. Thì em những cái cây nào lên trước là em sẽ lựa ra. Em lựa ra để em xếp để cho nó lên cùng nhau, đỡ bị chèn cây to cây nhỏ. Đấy. Đấy. Rất là nhiều lứa ghép, tại vì không phải đọt lúc nào cũng cắt được. Đấy. Nên phải ghép, tranh thủ ghép. Đấy. Là được ít nào hay ít đấy. Rồi các bác, tại sao mà khi các bác hỏi về giống bơ này, em đều nói các bác là nếu các bác có lấy thì các bác báo số lượng cho em, để em tính toán cái số lượng giống này. Đấy. Ví dụ như là 1 tháng có, 2 tháng có, 3 tháng có là em sẽ báo cụ thể. Đấy, hoặc là nếu có ngay thì em sẽ đưa cho các bác luôn. Đấy, chứ còn bảo là sợ đi nhập nơi khác về để bán lại cho các bác thì không có đâu. Thả không có thì thôi. Đấy, không có thì các bác đợi. Chứ còn không có làm cái kiểu mà nó là bơ Tết, bơ xá muộn mà mình lại đi mua cái giống bơ khác để mình gửi. Đấy, là không có. Đấy, không có thì các bác đợi. Đấy, và các bác chấp nhận đợi. Đấy, rất nhiều bác là chấp nhận đợi đến 2-3 tháng. Đấy, phải chấp nhận thôi, chứ bây giờ ví dụ muốn chuẩn giống thì mình phải đợi thôi, chứ ở ngoài có đâu mà mua, phải không ạ? Nhưng mà em đi ra ngoài em mua cái giống bơ khác em trộn lẫn thì em bán, thì các bác sau này các bác trồng mà nó không đúng giống các bác điện cho em thì biết ăn nói nhau thế nào, đúng không? Đấy. Về cái giống thì các bác yên tâm. Đấy, em ghép lên nó ra bông này. Đấy, em cứ phải đi vặt suốt ấy. Nó ra bông luôn ấy. Em cứ phải đi vặt suốt đi để cho nó tập trung dinh dưỡng nuôi cái đọt. Chứ nếu mà mình không vặt đi là nó sẽ hút dinh dưỡng, làm cái đọt của mình rất là gầy. Nó ra bông như thế này các bác này. Đây này. Đây, giờ mà cái giống bơ này nó vừa ra đọt vừa ra bông, nó đậu tự nhiên, nó ra bông tự nhiên 10 cây như 10 luôn. Đấy, không phải xử lý, không phải ép như là cái giống bơ này 034 rồi bơ bút gì các thứ mà phải ép cây các thứ đâu. Không cần phải ép gì cả, để nó ra hoa ra quả tự nhiên mà nó rất khỏe các bác nhé. Cực kỳ khỏe. Đấy. Các bác nhìn cái chồi các bác biết rồi gì, đúng không? Đấy, cây phát triển rất đẹp, rất khỏe. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Đấy, thì em làm cái video này để hôm qua có một bác điện cho em. Thì nói là đặt giống nhưng mà do ở xa. Đấy. Thì có chắc chắn là tự nhân giống không hay là đi mua ở đâu về gửi. Thì thật sự là các bác là làm video này để chủ yếu để giải thích cho các bác biết được là có muốn mua cái giống này ở ngoài cũng không có. Đấy, nên bạn buộc lòng em phải tự nhân giống thôi. Cái thứ hai nữa là có thể có ngay hoặc là có thể các bác phải đợi trong vòng vài tháng. Ví dụ như cái này là các bác phải đợi tầm khoảng 1 tháng nữa này. Cái này phải 2 tháng nữa này. Toàn bộ diện tích này là 2 tháng. Đây là 2 tháng nữa này. Đấy. Thì mới trồng được. Nên là các bác yên tâm rằng là nếu các bác báo sớm, đặt sớm đi để em chuẩn bị số lượng cây rồi gửi cho các bác để các bác làm. Đấy. Giống bơ này phải nói nhắc lại là vô cùng giá trị. Nó sẽ đeo trái từ đầu năm đến cuối năm. Đấy. Từ tháng 3 này bắt đầu sổ nhị này.
ra quả li ti hạt đậu xanh, nó sẽ đeo trái một phát đến tận tháng 11, tháng 12. Đấy. Thậm chí qua năm luôn, sang tháng 1, sang năm luôn. Đấy. Nên là các bác trồng là nhìn trái rất là thích. Nên là khi mà các bác trồng, em đều nói các bác này, các bác trồng là các bác phải trồng khu nào các bác trông được. Tại trái rất là to các bác nhé, trái đều to lắm. Đấy, các bác xem vì hình ảnh video đấy, trái rất là bự. À, nhìn rất là ngon, thơm, béo, ngậy và nó dẻo chứ không, nó lại không nước. Đấy, giống bơ này nó lại dẻo. Đấy, rất là tuyệt vời, cơm rất là vàng. Nên là nhiều bác là trồng ấy là không trông nom được thì dễ bị người ta thu hái mất đúng không? Nên là khi mà trồng rồi, xác định rồi thì các bác có thể là quản lý, là trông nom thêm. Đấy. Hoặc là các bác có thể nắp đặt camera để theo dõi. Đúng không? Giống bơ này nó giá trị lắm. Đấy. Trong hệ thống cửa hàng các thứ mà vào đợt tháng 11, tháng 12 mà để cái trái bơ này mà bày bán làm quà biếu hoặc là để gia đình sử dụng thì không còn gì để mà diễn tả được. Đấy. Đặc biệt là nó đánh sinh tố thì vô cùng thơm ngon các bạn. Nó mang hương vị của bơ Cuba nhưng nó lại dẻo của cái bơ bút. Vàng tuyệt đối mà ăn rất là thích. Đấy. Em đã trải qua rất nhiều cái giống bơ rồi. Đấy. Rất nhiều giống bơ, đến mười mấy gần 20 giống rồi. Cuối cùng đến giờ phút này thì em chốt lại, em phải cưa hết các giống bơ khác đi. Như bơ bút, bơ 034 các thứ này em cưa đi hết rồi. Đấy, bơ sắp thái rồi, bơ sắp ra xanh rồi. Đấy, những cái giống bơ là đều cho nó lên đường rồi ghép cái giống bơ Tết này vào. Đấy, tại vì không cần phải đắt như năm vừa rồi em bán đâu. Đúng không? Không cần phải đắt như khoảng là 80.000 rồi 70.000 ký đâu. Chúng ta chỉ cần 40-50.000 thôi mà trái rất to đều. Trên cây không hề có trái loại các bác nhé. Đấy. Như 034 các bác mà trồng thì trên cây nó rất là nhiều trái loại, trái cong, trái nhỏ, trái đèo, rồi nó nổ lứt lổ chân chim rất nhiều. Bơ 034 vỏ cực mỏng, nếu chúng ta bán không kịp là trao đổi các bác là rụng đồng loạt. Nhưng riêng bơ này thì các bác có thể bán cũng được và không bán để đó thêm 10 ngày nửa tháng nữa cũng không ảnh hưởng gì. Đấy. Mà thời điểm từ khi hái xuống đến khi nó chín rất là lâu. Đấy, một phần là do là cái vỏ nó dày, nó chín rất là lâu. Cái thứ hai nữa là do cái thời điểm nó thu hoạch là khí hậu thường lạnh. Đấy. Các bạn lưu ý thời điểm thu hoạch nhé, là khí hậu thường lạnh. Đấy, hái xuống phải cả tuần đến 10 ngày nó mới chín. Đấy. Chứ không phải nó chín ngay giống như kiểu 3-4 hôm hoặc cả 2-3 hôm nó chín đâu, không có đâu. Các bác phải để cả tuần đến 10 ngày, thậm chí đợt trước em vừa rồi em hái đấy, có những trái em hái em để 2 tuần mới chín. Đấy, mà chín xong rồi là các bác bổ ra các bác ăn, hoặc là chín xong rồi các bác để đó. 2-3 ngày sau bổ ra không hề nhão cơm một tí nào, vẫn thế. Vẫn tuyệt vời, vẫn ngon, vẫn dẻo, vẫn thơm. Đấy. Rất rất tuyệt vời nhé, giống bơ này. Đấy. Nên các bác nào xem được video này thì có thể các bác sẽ lưu cái số của em trên màn hình vào. Đấy. Và cần thông tin gì em sẽ cung cấp thêm. Từ video thu hoạch trái đến video bổ trái đến hình ảnh trái như thế nào đó, em sẽ gửi cho các bác xem đầy đủ hết cho các bác lựa chọn. Đấy. Mỗi người có một cách làm, chứ không phải là ai cũng giống ai, đúng không? Đấy, quan trọng là mình biết thay đổi, mình biết lựa chọn đúng cái giống của họ để mình phát triển kinh tế. Rồi, chúc các bác có thật nhiều sức khỏe nhé, làm kinh tế thật thành công. Thì video này em trả lời cho các bác điện cho em hỏi là giống anh làm hay là đi mua ở đâu. Thì em trả lời lại một lần nữa là giống của em trực tiếp làm. Đấy, trực tiếp cắt chồi và trực tiếp ghép và trực tiếp chăm sóc. Đấy, đến khi bán cũng trực tiếp bán cho các bác chứ không qua tay ai cả nhé. Đấy, chị em không có xuất cho vườn ươm nhé các bác. Em nói lại này, em không có bán cho bất cứ vườn ươm nào xuất lại cái giống bơ này của em nhé. Đấy, nên các bác yên tâm nhé. Rồi, chào các bác. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi. Em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.